Vâng, xin chào các bạn, và ngày hôm nay chúng ta lại đến với tiếp tục một mini game của Let's Sport Việt Nam. Và mini game ngày hôm nay đang nội dung đó là phút gốc cột cờ. Và thiết bị của chúng ta ngày hôm nay gồm có thứ nhất một trái bóng, tiếp theo đến nữa là một module hình cột cờ. Và nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay sẽ đặt trái bóng này cách xa module này, đó là 3 mét. Vâng, và 3 mét. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ dùng chân đá trái bóng này và làm gọn ở trong vòng tròn với kích thước là 50cm kia. Rồi nếu chúng ta không có thiết bị này thì chúng ta có thể dùng chiếc ghế này. Và nhiệm vụ của chúng ta cũng chỉ cần đưa trái bóng làm gọn ở trong vòng tròn này là ok. Hoặc chúng ta có thể dùng những chiếc vòng tròn như thế này. Và chúng ta cũng có thể dùng trái bóng làm gọn ở trong chiếc vòng này là ok. Và chúng ta đã nhận được những phần quà của chúng tôi. Vâng, và ngay sau đây tôi sẽ thực hiện mẫu ở trên thiết bị của chúng tôi cho các bạn cùng xem. Khó phết đấy. Ok.